Bọn trẻ giờ sao biết được nhóm nhạc này? Nhóm ca sĩ nam hay đi thăm các ca sĩ nữ khi bị bệnh. Lo mà ôn thi đi, nhạc nhẽo gì, phụ hồ, bán vé số. Vẫn còn nghe nhạc nhé. Bố của nhóm nhạc đây. Còn nghe chưa? Nhóm nhạc quần què gì mà tao chưa thấy hát chung bao giờ. Muốn hát đâu có dễ dàng, phải luyện thanh A mấy năm trời. Vũ đạo phải tập từ quỳ, nằm dọc, nằm ngang, nằm mọi tư thế ở nhiều nơi nhiều chỗ. Nhóm nhạc gì chỉ biết hát vài từ ớ, kimochi, nemet, iku, chán chả buồn nói. Rơi nước mắt trước hành động của dây dinh boy band, nẹt vô cho bạn nghe lần cuối trước khi về nơi chín suối. Cảm động vài lời, hy vọng các anh em sớm đoàn tụ. Làm vậy là đúng, chứ không đốt xe giấy xuống nó lại bảo không có người ngồi sau làm lực bốc đầu, nó về gọi anh em xuống thì ăn lều. Anh em thề sống chết có nhau, sao nó chết rồi mà bọn mây còn nhăn vậy? Tưởng làm thế là ngầu, ai dè ngầu như bồn cầu. Cần tìm hai đối tượng này, hôm qua nhà mình có mất một cái chảo và chiếc búa, biết là không to tát cả đâu nhưng mình rất ghét cái thói ăn cắp ăn trộm, thiếu thì có thể xin, cho hay không là tùy tâm, check cam có rõ nét mặt hai đối tượng cùng tang vật trên tay. Bắt được một tên rồi ông. Nhà tôi cũng bị mất mấy hòn sỏi vì người này. Cho em hỏi phải thằng này không ạ? Tối qua nó mới bắt thêm con heo nhà em. Qua vựa ve chai nhà Tony Stark xem có hai món của ông ở đó không. Thằng đó là chuồng tiêu thụ đồ ăn cắp đó. Tìm thấy hai thằng này rồi nhé. YouTuber mua đồ ăn ngoài chợ mang lên rừng nấu, sinh tồn trong rừng, sinh tồn quần què. Lâm Bê Lốc sinh tồn 24 giờ với 10 triệu đồng, mua chạy hết 6 triệu, 4 triệu mua hải sản. Liệu bọn này có vấn đề gì về logic không ta? Chương trình sinh tồn trong rừng nhưng toàn ăn hải sản. Còn hơn mấy thằng sinh tồn 24 giờ dưới gầm giường, sinh tồn trong chuồng chó. Con thắp cho dì nén nhang đi, trên phòng dì lạnh quá, dì không tắt đèn nữa đâu. Cho con đi thay cái quần đã. Dì xuống làm bài tập dùm con đi rồi con thắp. Để con cho dì mồi lửa cho ấm cúng chứ thắp nhang liên quan méo gì tới lạnh. Bỏ cái gạch đi AD, nó che mất chữ Lan Thiên rồi kìa. Dì cứ tắt tự nhiên, con đi ngủ đây. Vừa nói hết câu thì nhà cúp điện. Wi-Fi âm phủ mạnh quá gì nhỉ? Nhanh trí hack nick bà gì?
nghiệm hẹn hò qua mạng buổi đầu tiên. Hôm đầu đi chơi cứ phải lôi cổ nó đến bể bơi mà hẹn hò. Thứ nhất là mặc bikini đã mắc. Thứ hai là lúc bơi trôi hết son phấn là xem được mặt mộc của nó. Thứ ba nếu tất cả ok thì xem nó có biết bơi không, rồi dạy cho nó giỏi vào. Sau này đỡ dính mấy câu hỏi, em với mẹ anh rơi xuống nước em sẽ cứu ai? Sao không hẹn đi nhà nghỉ? Thứ nhất là không mặc bikini còn đã mắt hơn. Thứ hai trước khi nghỉ tắm nó cũng trôi son phấn, cũng xem được mặt mộc. Thứ ba vừa check được nội thất, phụ tùng. Thứ tư không lo mấy câu hỏi, em với mẹ anh rơi xuống nước anh cứu ai? Hỏi là lôi ra vụt. Các bạn nữ cũng nên rút kinh nghiệm, lần hẹn hò đầu tiên mà dắt đi bơi là chia tay ngay và luôn. Sai rồi nhá, đồ trắc điểm xịt nó không tan trong nước, không trôi, không lem đâu. Nó phải có dầu tẩy trang nó mới tẩy được, ở đó mà chờ nước bể bơi làm trôi phấn. Cứ mặc đồ bần bần đi gặp họ, họ sẽ tưởng mình thử lòng họ, nhưng mình bần thiệt. Tao cũng chia sẻ thêm cho chúng mày bí quyết chọn người yêu, nên yêu những cô gái niềng răng gì. Thứ nhất, những cô gái niềng răng lúc niềng răng thường không được xinh gái, ít định tán dễ đổ. Thứ hai, những cô gái niềng răng thường là có điều kiện làm chủ được kinh tế, không thì cũng con nhà giàu. Thứ ba, sau khi hết thời kỳ niềng răng lại xinh đẹp trẻ trung, thế là được vợ đẹp cộng giàu, muốn gì hơn nữa. Chúc anh em khởi nghiệp thành công. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.